tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, nữ mạng, được lộc bề trên, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời đại gia trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi hoan hỷ được gặp lại quý tín chủ tuổi Canh Tý trong chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận trình của quý tín chủ tuổi Canh Tý như cá chép hóa rồng, không ít những cơ hội kéo đến, tài lộc ùn ùn đổ về đầy nhà, đổi đời đại gia, giàu nhanh chóng mặt, từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa, phú quý hơn người. Nếu như quý tín chủ tuổi Canh Tý hữu duyên xem được video này, thì may mắn, thời cơ sẽ đến, ắt sẽ đổi đời cải vận mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý tín chủ tuổi Canh Tý về các nội dung chính như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024, cách hóa giải vận hạn, nhân sinh cảm ngộ. Cụ thể hơn, thông qua tử vi sẽ giúp cho quý tín chủ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước đây. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không, cơ may nào đến với bản mệnh trong năm 2024 âm lịch này, quý tín chủ cần phải chú ý điều gì và phải làm điều gì. Ngay bây giờ sẽ là luận giải nội dung chi tiết. Tổng quan tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1960, nữ mạng. Canh Tý, hay còn được gọi là lương thượng chi thử, tức là con chuột ở trên sàn nhà. Năm sinh dương lịch từ 28 tháng 1 năm 1960 đến 14 tháng 2 năm 1961. Năm sinh âm lịch Canh Tý, thiên can, canh, tương hợp, ất, tương hình, giáp, bính, địa chi, tý, tam hợp, thân tý thìn, tứ hành xung, tý ngọ mão dậu. Mệnh thổ, bích thượng thổ, đất tò vò, tương sinh, kim, hỏa, tương khắc, thủy, mộc. Mạng bích thượng thổ, đất trên vách, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế, quan lộc, cô quạnh, xương con chuột, tướng tinh con rắn, ông quan đế độ mạng. Canh Tý với nạp âm hành thổ, do can canh kim, ghép với chi tý thủy, kim sinh nhật thủy, bằng can sinh chi, nạp âm và can lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, khả năng hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, từ tiền vận đến hậu vận, dù trong năm xung thắng hạn, có gặp khó khăn trở ngại, cũng dễ dàng gặp được quý nhân giúp đỡ để vượt qua. Nếu ngày sinh có hàng can, nhâm, quý, sinh giờ, sửu, mùi, lại được hưởng thêm phúc đức lớn của dòng họ. Tuổi Canh Tý với tam hợp, thân tý thìn, được hưởng vòng lộc tồn chính vị, thêm tam hóa liên châu, hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền, đi liền nhau, nếu các sao thái dương, thái âm, vũ khúc, đóng tại mệnh thân. Nếu lá số tử vi đóng tại tam giác, thân, tý, thìn, được thêm vòng thái tuế, cộng cục thổ, hay cục thủy, thêm vòng tráng sinh, thường là mẫu người rất dễ thành công, thường giữ vai trò lãnh đạo, nặng lòng với quê hương đất nước, có tình nghĩa với đồng bào, bà con dòng họ, có tinh thần trách nhiệm cao, không riêng với bản thân mà còn đối với cộng đồng tập thể. Canh Tý cứng rắn sắc sảo, đa mưu túc trí, thông minh hơn người trong bất cứ lĩnh vực nào, lúc còn trẻ cũng vượt trội so với bạn cùng trang lứa. Những người sinh năm Canh Tý có can canh thuộc hành kim, chi tý thuộc hành tý mà kim sinh thủy trong ngũ hành, nên những người sinh năm này có một nền tảng căn cơ phúc đức cao dày, bởi vậy họ thường có thành công lớn trong cuộc sống. Theo tử vi, tính cách người mệnh thổ rất chăm chỉ và thích sự ổn định. Nói riêng về mệnh bích thượng thổ thì đất tường nhà là dạng vật chất được tạo nên vì mục đích nhân sinh, nó có đặc điểm riêng biệt và ảnh hưởng đến tính cách cơ bản của người thuộc mệnh bích thượng thổ. Bởi vậy, đặc trưng trong tính cách của người mệnh bích thượng thổ là sự ổn định, cân bằng trong tư duy, quan điểm nhìn nhận lối sống, công việc và việc gì cũng luôn làm theo những quy tắc nhất định. Trong suy nghĩ của những người mệnh này, họ luôn làm theo một khuôn phép có sẵn và với thái độ tự giác vui vẻ. Nếu không làm theo những quy tắc ấy mà để phạm phải sai lầm, bản mệnh sẽ cảm thấy ăn năn và hối hận vô cùng. Hơn nữa, vì tường nhà là dạng đất rất cứng, nên tâm lý của người mệnh này rất vững vàng và có lối suy nghĩ rõ ràng. Trong cuộc sống, người mệnh này thường có công việc ổn định, làm việc tốt, giàu tình thương và yêu ghét rất mạch lạc. Trái ngược với nam nhân cùng tuổi, theo tử vi, nữ nhân tuổi Canh Tý có tuổi thơ gặp khá nhiều sự may mắn, vận số của nữ tuổi này có nhiều phúc đức, nên cuộc sống sớm có được nhiều cơ hội thuận lợi để hoàn thành sự nghiệp một cách dễ dàng. Khi bước sang trung vận, sẽ nhận được kết quả của sự sung sướng, thảnh thơi và an nhàn. Với tính cách tỉ mỉ và cẩn thận, người mạng tuổi Canh Tý luôn tính toán kỹ lưỡng mọi thứ trước khi đưa ra quyết định gì. Để chọn được cách giải quyết tốt nhất khi gặp phải những tình huống nguy hiểm, họ luôn tìm ra được những lối thoát tối ưu nhất. Người mạng tuổi Canh Tý
thường là người ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng khi họ đã ưu ái bất kỳ ai, thì người đó nhất định được đánh giá cao. Đặc điểm chung của cả nam và nữ tuổi Canh Tý là đều rất tiết kiệm, vận số nhiều của cải, nhưng không hề lãng phí. Canh Tý mạng thổ cung càn, đất ở đầu vách khó mà tìm ra, nhỏ thời vất vả phiêu lưu, lớn lên lập nghiệp lắm ưu lắm phiền, số tuổi khẳng khái đảm đương, thấy mạnh hiếp yếu thì thường nhảy vào, bạc tiền như thể chiêm bao, giàu có như thể sớm vào tối ra, tạo lập lắm cửa lắm nhà, mua cất rồi bán thế là trắng tay. Thấy người yếu thế cô đơn, có tiền cũng giúp chẳng cần đền ơn, số tuổi có chức có quyền, có tay quán xuyến có quyền khuyển binh, vợ chồng xung khắc hay ria y, thế mà con cháu đầy nhà chẳng lo. Canh Tý vận số cuộc đời, can chi thuận hợp cửa nhà dễ nên, hiền lành nhưng thiếu chí bền, công danh gia đạo gập ghềnh đổi thay, tiền vận không được gặp may. Tha phương lại được điều hay điều lành, trung vận sự nghiệp đã thành, chớ nên vọng động lợi danh tăng dần, hậu vận thiên lộc để dành, làm thêm việc thiện tuổi già nhàn an. Sau đây là chi tiết tử vi năm 2024 của nữ mạng, tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, theo can chi ngũ hành cung phi, sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên và tuổi âm. Tuổi Canh Tý 1960 nói chung, khi bước sang năm 2024 Giáp Thìn, nhìn chung vận trình đón nhận nhiều điều may mắn. Do cục diện tam hợp, thân Tý Thìn mang lại, khiến mọi phương diện của người tuổi Canh Tý đều có những bước tiến triển khá tốt đẹp. Những người tuổi Canh Tý 1960, khi bước sang năm 2024 Giáp Thìn, là năm không có nhiều biến động đối với người tuổi Tý, sinh năm 1960. Bản mệnh xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè và hàng xóm xung quanh nên có công việc gì quan trọng cũng được mọi người xung quanh giúp đỡ. Tình hình tài chính ổn định, bạn sống thoải mái nhờ số tiền tiết kiệm trong suốt những năm tháng trước đây. Một số người có thể xem xét đầu tư vào những lĩnh vực mình quen thuộc hoặc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh phụ thuộc vào khả năng của mình. Gia đình nhìn chung hài hòa yên ổn, bạn được tận hưởng những ngày tháng yên bình bên người thân của mình. Khi gặp vấn đề nào khó giải quyết, bạn có thể trao đổi thêm với nửa kia hoặc con cái của mình. Chi tiết cụ thể như sau. 1. Xem tử vi tuổi Canh Tý 1960 nữ mạng theo can chi ngũ hành. Về thiên can. Thiên can canh của người tuổi này, ngũ hành kim, gặp năm thiên can giáp thuộc ngũ hành mộc là quan hệ tương phá. Tử vi năm 2024, Canh Tý nữ mạng cho hay đây là năm hòa khí trong gia đạo không được tốt. Rất có thể các thành viên nảy sinh những chuyện bất hòa mâu thuẫn. Về sức khỏe của chủ mệnh cũng không được tốt, phải tiêu tốn nhiều tiền bạc. Đây là năm người tuổi này nên chú ý về những chi tiêu cuộc sống hay công việc vì tiêu tốn nhiều. Về địa chi. Người tuổi này địa chi Tý, gặp năm 2024 có địa chi Thìn là quan hệ tam hợp. Theo đó, trong năm Giáp Thìn, người tuổi này chủ về có những thay đổi liên quan đến mặt tinh thần hoặc tình cảm. Xét tử vi 2024 tuổi Canh Tý nữ mạng thấy, công việc của chủ mệnh khi ra ngoài nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, vì thế nên gặp nhiều hanh thông thuận lợi. Cùng với đó, công việc trong năm có nhiều cơ hội mở mang thêm các mối làm ăn, ngoài ra, trong nhà có niềm vui về việc thêm người trong năm này. Về ngũ hành. Ngũ hành của người tuổi này là thổ, gặp ngũ hành của năm 2024 là hỏa, quan hệ chủ về tương sinh rất tốt. Luận tử vi năm 2024, nữ mạng tuổi Canh Tý dự đoán bản thân người mệnh thổ trong năm 2024 có được tin vui và may mắn trong cuộc sống đối với dự định mưu cầu liên quan đến danh vọng hay xuất tiền kinh doanh, đầu tư tiền bạc nên tiến hành. Năm này xuất hành đối với người bản mệnh này cũng thuận lợi, đi xa được quý nhân hỗ trợ, đưa tới những kết quả tốt đẹp như mong muốn. Về cung phi. Theo tử vi tuổi Canh Tý nữ mạng năm 2024, người tuổi này có cung phi khôn, ngũ hành thổ, gặp cung phi của năm 2024 chấn, ngũ hành mộc là chủ về họa hại. Người tuổi này trong năm Giáp Thìn chú ý về cuộc sống không như ý, gặp một số chuyện thị phi. Xét ngũ hành của cung phi năm mộc khắc với ngũ hành thổ của cung phi tuổi, vì thế năm này bản mệnh chú ý về công việc, chỉ tự thân vận động và nếu có thay đổi thì sẽ khó được lợi. 2. Xem tử vi 2024 Canh Tý nữ mạng theo sao chiếu mệnh. Sao chiếu mệnh tuổi Canh Tý 1960 nữ mạng năm Giáp Thìn 2024 là sao Vân Hớn. Sao Vân Hớn, Vân Hán là một trong những hung tinh trong cửu diệu, là một sao xấu, có chủ về bệnh tật. Dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ thể hiện tính chất của sao Vân Hớn như sau. Vân Hớn tọa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài, đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít hao tiền bất an,
văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bị quan của hành. Đức thiếu chiếu mệnh chẳng lành, kiếm tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền. Tháng 4 tháng 8 phải kiêng, kỵ trong 2 tháng gia đình không yên. Gặp ai gây gổ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Sao vân hớn chiếu mạng nữ thì sẽ khó sinh và gặp họa huyết quang. Còn nam bị chiếu mệnh bởi sao vân hớn sẽ gặp bất lợi về đường quan trường. Sao vân hớn chiếu mạng mệnh chủ nào thì gia đình mệnh chủ đó thường sẽ bị bất an, điền sản bất vượng nên cần phải thật thận trọng. Do vậy, từ xa xưa, người ta vẫn quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao vân hán chiếu mạng thì nên cúng giải hạn sao vân hán hàng tháng. Để tâm lý được vững vàng và an tâm hơn, từ đó tạo dựng niềm tin sẽ gặp may mắn thuận lợi hơn trong cuộc sống và công việc. Nhìn chung, sao vân hán là một hung tinh nhưng cũng khá lành, thường không ảnh hưởng quá nhiều tới công việc và sức khỏe của mệnh chủ. Tuy nhiên, có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm, cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhưng nhịn lời ăn tiếng nói, cẩn trọng giữ gìn ngôn ngữ và hành vi, nên ứng xử đúng mực để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra. 3. Xem tử vi 2024 tuổi Canh Tý, nữ mạng, theo vận hạn. Hạn của tuổi Canh Tý 1960 nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024 là hạn ngũ mộ. Khi gặp phải hạn ngũ mộ, trong năm đó chắc chắn có nguy cơ bị mất mát, tiêu tán về tài sản, tiền của, nhưng nặng nhất là khi mua bán giao dịch hàng hóa, sẽ mua phải đồ kém chất lượng không tốt, hoặc khi thực hiện các giao dịch không có giấy tờ đảm bảo hóa đơn rõ ràng thì khó mà được bảo hành khi hỏng, hoặc sẽ bị trộm cắp, tịch thu vì hàng mua không có xuất xứ rõ ràng. Ngay cả khi có lòng tốt cho người khác ở nhờ, ngủ nhờ cũng dẫn tới hao tốn tiền của vì dễ gặp phải người gian, có tính trộm cắp, gây thiệt hại về tài chính. Hạn ngũ mộ là hạn tốt hay xấu? Hai câu thơ dưới đây sẽ cho bạn thấy rõ hạn ngũ mộ là tốt hay xấu. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Vì hạn ngũ mộ là hạn chủ về hao tài tốn của, nên dù ít dù nhiều, dù mất một phần hay nặng nề là mất tất cả, thì cũng khiến cho tinh thần gia chủ đi xuống. Ăn không ngon, ngủ không yên, tâm lý buồn lo, bất an, hay nói cách khác, hạn ngũ mộ chủ về hao tổn tiền bạc, nhưng dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Cụ thể, hạn ngũ mộ được diễn giải như sau. Bị kẻ gian lấy tiền của, hàng hóa mua vào kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, khiến cho tài chính suy giảm, thậm chí thua lỗ tới trắng tay. Không một xu dính túi, khi mua hàng không có hóa đơn chứng từ thì dễ bị vướng vào vấn đề pháp luật lao lý, mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu. Thậm chí còn bị bắt giữ, gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng, hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Ngay cả khi chúng ta có lòng tốt, muốn giúp đỡ người khác, cho vay, cho mượn tiền, cũng gặp phải rắc rối khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian, tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ. Cách hóa giải hạn ngũ mộ. Trong 8 niên hạn thì ngũ mộ là một tiểu hạn có liên quan đến tiền của. Để giảm nhẹ họa của hạn ngũ mộ mang đến, bạn cần chú ý một số vấn đề sau. Trong làm ăn buôn bán, cần kiểm tra xuất xứ hàng hóa rõ ràng, không sử dụng các mặt hàng kém chất lượng. Khi nhập hàng về, phải có hóa đơn, giấy tờ rõ ràng. Đừng vì một chút lợi nhuận mà nhắm mắt chấp nhận hàng kém chất lượng, nhỡ như bị công an kiểm tra, tịch thu hàng hóa thì sẽ mất cả chì lẫn chài, tay bay vạ gió, rắc rối chồng chất. Về tài sản, tiền bạc của bản thân nên giữ cẩn thận, không nên cho vay hay cho mượn, dù là bất cứ ai, chẳng may tiền mất đi thì nghĩa cũng khó giữ, nên sống hướng thiện, chăm làm việc có ích cho mọi người, cho đi mà không yêu cầu được nhận lại, tốt nhất hãy tạo mối quan hệ với những người lương thiện, không kết giao với kẻ xấu. Đặc biệt, nếu đang giữ nhiều tiền, vàng thì cần tránh cất tại nhà mà hãy gửi tiết kiệm, vừa đảm bảo an toàn, lại thu lãi, tránh được trộm cắp. Đứng về quan niệm phong thủy, bạn nên cân nhắc lại các yếu tố ảnh hưởng đến tiền bạc để thuận lợi giữ tiền bạc. Bạn nên bày những vật phẩm phong thủy có tác dụng trấn an tài sản, hạn chế thất thoát, không để người lạ vào nhà hay ngủ qua đêm, tránh xảy ra trộm cắp tài sản. 4. Xem tử vi 2024 Canh Tý nữ mạng, theo vận niên. Năm 2024 tuổi Canh Tý 1960, gặp vận niên, kê giáp viên. Kê giáp viên là hình tượng gà được thả vào trong vườn, điều này báo hiệu một năm thành công và no đủ với bản mệnh. Trong năm gặp vận niên này, bản mệnh có tài lộc mạnh phát, được người khác cho biếu tặng tiền bạc tài sản. Công việc làm ăn tấn tới, kinh doanh buôn bán đắt hàng, xin việc mới hoặc xuất hành đi xa đều có lợi. Trong năm này, sức khỏe của bản mệnh khá tốt, tuy nhiên, bạn cần tránh di chuyển đường sông nước, cầu phà.
Trong năm gặp vận niên Kê Giáp Viên, bản mệnh cần lưu ý hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc, bởi cho vay nợ sẽ rất khó đòi lại được. Trong năm này, bản mệnh nên làm phúc, giúp đỡ cho người khác nhiều hơn. Về đường tình duyên, trong năm bản mệnh nên chân thành chung thủy với bạn đời, kẻo mắc mưu kẻ xấu, gặp khẩu thiệt nho nhỏ. Ngoài ra, trong năm này sẽ có bạn khác giới muốn lợi dụng bạn. 5. Xem tử vi năm 2024 tuổi Canh Tý, nữ mạng, theo tuổi âm. Tử vi 2024 tuổi Canh Tý 1960 nữ mạng, có hạn tam tai không? Người tuổi Canh Tý cần tránh các năm tam tai, Dần, Mão, Thìn, năm 2024 Giáp Thìn. Theo cách tính, thì gia chủ 1960 Canh Tý sẽ phạm đại kỵ tam tai năm thứ ba. Hạn tam tai thường ảnh hưởng chủ yếu đến các vấn đề tài chính và công việc, ảnh hưởng ít hơn đến chuyện tình cảm và gia đình, mức độ thường tăng giảm theo năm. Năm tam tai đầu tiên, không nên khởi sự làm những việc lớn như xây nhà, cưới hỏi, đầu tư làm ăn lớn vì dễ thua lỗ thất thoát tiền bạc. Năm tam tai thứ hai, những công việc đang dang dở đột ngột dừng lại, không làm tiếp thì sau đó khó có thể quay lại hoàn thành được. Năm tam tai thứ ba, năm thứ ba là năm nhẹ nhất trong 3 năm tam tai, bởi trong năm này, tài lộc bắt đầu trở lại. Bạn sẽ có cơ hội thăng tiến, gặp nhiều may mắn hơn, nhưng lưu ý, trong năm này bạn không nên kết thúc công việc quan trọng nào nhé. Tử vi 2024 tuổi Canh Tý 1960 nữ mạng, có hạn kim lâu không? Năm 2024 Giáp Thìn, gia chủ 1960 Canh Tý là 65 tuổi, tuổi Mụ. Theo cách tính này, gia chủ sẽ không phạm kim lâu. Tử vi 2024 tuổi Canh Tý 1960 nữ mạng, có hạn hoang ốc không? Năm nay bạn phạm hoang ốc, ngũ thọ tử, có câu ngũ tử ly thân phòng tử biệt, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh sinh ly tử biệt. Tử vi 2024 tuổi Canh Tý 1960 nữ mạng, có hạn thái tuế không? Canh Tý 1960 năm Giáp Thìn 2024 sẽ không phạm thái tuế. Tử vi 2024 tuổi Canh Tý 1960 nữ mạng, có hạn trạch tuổi không? Theo hệ thống cửu trạch vận niên, thì gia chủ Canh Tý 1960 năm Giáp Thìn 2024 là trạch đức, là một trong bốn trạch tốt gồm trạch phúc, trạch đức, trạch bảo, trạch lộc. Trạch đức là tốt, bởi vậy gia chủ 1960 nên mua, xây cất hoặc sửa nhà và nên làm các việc trọng đại vào năm 2024 này. Người xưa có câu thơ rằng, làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc đức bảo lộc phú thọ yên, nếu gặp bài hư khóc quỷ tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm, các trạch tốt là phúc đức, bảo lộc, các trạch xấu là bại hư, khóc, quỷ, tử thì trừ ra. Tóm lại năm 2024, gia chủ sinh năm 1960, gặp trạch đức thì mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này rất tốt. Tiếp theo là đánh giá giai đoạn vận trình tử vi nữ mạng, tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, năm 2024 trên các phương diện. Về mặt sự nghiệp, tử vi 2024 dự báo, sự nghiệp của người tuổi Canh Tý đạt được những bước tiến nhanh chóng trong năm 2024 này. Một phần là nhờ sự ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm và chăm chỉ của bạn tạo thành. Năm nay, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp. Con giáp này đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở, nhờ vậy mà đi đến đâu bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Thậm chí, những khó khăn thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới, có thể quá trình khởi đầu. Bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là trở thành người dẫn đầu cho một xu hướng nào đó. Tất nhiên, trong năm không chỉ toàn những điều thuận lợi, ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy quanh bạn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện, làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Về mặt tài lộc, người tuổi Canh Tý có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc ở năm 2024 này. Do có cục diện tam hợp giúp sức
bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình, từ đó thu được những kết quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, dù đã nghỉ hưu, nhưng bản mệnh tiếp tục phát huy ngành nghề tay trái, luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh, khoản hoa hồng trong kinh doanh, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn. Người làm ăn kinh doanh, giữ được chữ tín của mình, nên được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác mua hàng. Con giáp này nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới, quy mô làm ăn của mình. Có thể thấy rằng, để kiếm được một khoản tiền kha khá, bản mệnh cũng sẽ phải khá vất vả, song vì bạn luôn có động lực nên chẳng ngại khó khăn. Một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu, khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn mọi người. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi thế nào, bản mệnh cũng cần phải luôn chú ý đến tác động xấu của hung tinh ngũ quỷ, có thể kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn. Nhân lúc bạn sơ suất, thiếu tập trung, vì vậy, khi ký kết hợp đồng, giấy tờ, bạn cần kiểm tra kỹ các thông tin để tránh rắc rối về sau. Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ lao động quá sức hoặc vi phạm luật giao thông, kẻo dễ gây tổn hại cho cơ thể, vừa tốn thêm tiền thuốc men chạy chữa. Về tình cảm gia đạo, vận trình tình duyên của người tuổi Canh Tý xuất hiện nhiều điểm sáng, bạn có nhiều cơ hội đón nhận hạnh phúc, vì thế, hãy mở cánh cửa trái tim, đừng tự nhốt bản thân trong thế giới riêng mãi. Với người độc thân, ngũ hành tương sinh giúp con giáp này có những suy nghĩ cởi mở và lạc quan hơn về chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu gặp gỡ và nhiệt tình trò chuyện với nhiều người xung quanh. Có thể, thông qua những buổi gặp mặt này, bạn sẽ chinh phục được ai đó bởi những nét độc đáo trong tính cách của mình. Khi có ai đó bày tỏ thiện cảm với bạn, bạn hãy gạt bỏ những trăn trở và băn khoăn để có thể cho đối phương một cơ hội. Thông qua quá trình trò chuyện, trái tim bạn sẽ tự đưa ra được câu trả lời chính xác nhất cho mối quan hệ tương lai. Với những ai đã có đôi có cặp, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau, những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực, mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và sẻ chia, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Trong năm 2024 này, nếu có thời gian rảnh, đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau. Đó chính là chất keo gắn kết mối quan hệ hai người thêm bền chặt. Về mặt sức khỏe, đáng tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi Canh Tý lại không quá lạc quan trong năm nay, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Vì thế dù ở lứa tuổi nào, bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không sẽ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy, dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc. Bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất, hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Dưới đây là tử vi từng tháng âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Tý 1960, nữ mạng. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Bước chân vào tháng đầu tiên của năm mới, người tuổi Canh Tý đã gặp nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp cũng như làm ăn. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh ký kết hợp tác với đồng nghiệp, đối tác để đôi bên cùng phát triển. Tử vi tháng 2 âm lịch 2024. Người tuổi Canh Tý sẽ phải trải qua một tháng khá vất vả, công việc bộn bề khiến con giáp này không có thời gian mà nghỉ ngơi. Nhưng bù lại thì càng cố gắng bao nhiêu, bạn sẽ càng gặt hái được thành công lớn lao bấy nhiêu. Tháng 2 có dấu hiệu tiểu nhân quấy phá, vì vậy mà bản mệnh cũng nên cẩn thận hơn trong cách hành xử. Chớ nên nóng nảy đắc tội người khác, hãy nhớ rằng mọi việc đều có thể trao đổi bằng lời nói khi đôi bên đều có thiện chí lắng nghe. Tử vi tháng 3 âm lịch. Tháng 3 không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này hợp tác đầu tư, cho dù là với bạn bè hoặc những người thân thiết. Ngược lại, càng là người quen thì bạn càng cần tính toán kỹ lưỡng minh bạch để tránh phải những tổn thất trong tương lai. Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định, bạn nên tâm sự với nửa kia nhiều hơn để được nhẹ nhõm và tháo gỡ những khúc mắc kịp thời. Với người đầu tư, bạn nên tích cực tham gia những buổi gặp gỡ nếu muốn nhanh tìm thấy nửa kia. Tử vi tháng 4 âm lịch. Tình hình tài chính của người tuổi Canh Tý tăng trưởng vững vàng trong tháng 4 này, bạn tập trung nghiêm túc cho công việc,
nên đạt được những thành tích xuất sắc khiến lãnh đạo tin tưởng và sẵn sàng dành cho phần thưởng xứng đáng. Chuyện làm ăn kinh doanh có nhiều khởi sắc khi bản mệnh nắm được biến động của thị trường và chủ động khi đứng trước các cơ hội. Không cần phải đợi lời khuyên của bất cứ ai, tiền bạc sẽ tự động đổ về túi bản mệnh nhanh chóng. Tử vi tháng 5 âm lịch. Tháng 5 này là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn, bạn sẽ gặp được nhiều đối tác, khách hàng triển vọng, khiến mọi việc tiến triển suôn sẻ, đồng tiền đổ về túi cũng dư giả hơn hẳn mọi người xung quanh. Phương diện tình cảm, có những tiến triển tích cực khi mối quan hệ giữa bạn và người ấy ấm lên nhanh chóng. Nếu thời cơ đã chín muồi, bạn nên bày tỏ tình cảm để hai người đi tới một mối quan hệ thân mật hơn. Tử vi tháng 6 âm lịch. Người tuổi Canh Tý phải trải qua tháng 6 khá vất vả khi các kế hoạch liên tiếp gặp trục trặc. Tuy nhiên, con giáp này không cần phải quá lo lắng vì xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Phương diện tài lộc, không có biến chuyển nào quá rõ rệt, bạn cần tiếp tục kiên trì với các kế hoạch của mình, đồng thời hiểu rõ tình hình thực tế của bản thân để không vội vàng chạy theo xu thế của thị trường, gây hao tổn không đáng có. Tử vi tháng 7 âm lịch. Bản mệnh cần phải chú ý đến nguy cơ kẻ xấu ghen ghét, hãm hại mình trong tháng 7 này, làm việc gì bạn cũng cần cân nhắc kỹ càng. Đặc biệt chớ nghe theo lời bàn gia tán vào hoặc lời xúi giục của những kẻ không đáng tin cậy. Trong gia đình, vợ chồng cũng gặp phải một vài mâu thuẫn nhỏ nhặt, bạn cần kiềm chế tính nóng này. Để tránh chuyện bé xé ra to, hai người nên bình tĩnh để trò chuyện và trao đổi với nhau những quan điểm bất đồng. Tử vi tháng 8 âm lịch 2024. Người tuổi Canh Tý gặp được một vài cơ hội trong thời gian này, song bạn phải chủ động nắm bắt, nếu không cơ may sẽ rơi vào tay người khác. Hãy tin tưởng vào bản thân, rồi bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Tử vi tháng 9 âm lịch. Con giáp này phải đối diện với khá nhiều áp lực trong tháng 9 âm lịch, nhưng xét trên phương diện tích cực, bạn sẽ tìm thấy động lực để tiến về phía trước, thậm chí tìm ra được điểm mạnh của mình và có hướng phát triển trong tương lai. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng 10 tình hình tài chính của người tuổi Canh Tý có những bước phát triển đáng kể, các khoản đầu tư của bạn dần đem lại lợi nhuận, bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không phải biết đến chuyện thiếu tiền tiêu. Tử vi tháng 11 âm lịch. Tháng 11 là một trong những thời điểm bứt phá của người tuổi Canh Tý bằng vào kinh nghiệm và tri thức của mình. Bản mệnh có thể chạm tay tới cái đích mình đặt ra từ trước. Tất nhiên, để gặt hái thành công, bạn không khỏi phải hy sinh thời gian của mình. Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, dù có bận rộn đến mấy cũng chớ nên bỏ bữa hoặc làm việc quá sức. Với người lớn tuổi, hãy làm những việc vừa sức của mình, nếu không dễ để lại hậu quả, phải tốn tiền chạy chữa. Tử vi tháng 12 âm lịch 2024. Tháng cuối cùng trong năm, vận trình tài lộc của người tuổi Canh Tý có những điểm sáng đáng kể. Người làm công ăn lương, nhận được nhiều khoản thưởng nóng, thậm chí có người được tăng lương. Người làm ăn buôn bán, có một túi tiền rủng rỉnh vì các đơn hàng hợp đồng tấp nập. Tổng kết, tử vi tuổi Canh Tý 1960, nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024 như sau. Đánh giá tổng quan, tử vi tuổi Canh Tý 2024 khá tốt đẹp, ít sóng gió thăng trầm, đây là thời điểm lý tưởng để đương số khẳng định bản thân, tạo bước đà bùng nổ trong công việc và vấn đề tài chính. Với những ai đã nỗ lực suốt thời gian dài vừa qua, thì đây chính là thời cơ tốt để gặt hái thành quả tương xứng. Cách hóa giải vận hạn năm 2024 cho tuổi Canh Tý, nữ mạng trên từng phương diện. Về công việc, nhờ vận khí cát lành lan tỏa, tinh thần người tuổi Canh Tý thêm vững vàng, càng dễ tập trung cho phát triển những mục tiêu lớn trong đời, vì thế mà tham vọng cũng được nâng tầm. Đừng tưởng họ ít thể hiện mà cho rằng họ lười nhác. Một khi Canh Tý đã hạ quyết tâm thì mưu đại sự rất dễ thành. Hãy không ngừng phấn đấu và trải nghiệm, bản mệnh sẽ thấy ngay sự khác biệt. Về tiền bạc, trong năm nên chú trọng mở rộng làm ăn, tìm hiểu thêm các kênh đầu tư khác ngoài công việc chính hiện tại. Có như vậy, tiền mới sinh sôi nảy nở, ngay cả khi bạn đang ngủ hoặc những lúc đau yếu. Về tình cảm, đương số nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, thay vì chỉ chú trọng đến công việc. Có được sự quan tâm thường xuyên của bạn, các thành viên trong gia đình, ai nấy đều vui vẻ hạnh phúc. Về sức khỏe, do tác động mạnh của hung tinh, nếu lơ là cảnh giác lập tức có thể gặp xui, nhẹ thì té ngã, khiến tứ chi đau đớn, nặng thì tai nạn bất ngờ, phải động chạm dao kéo. Vì thế, cần hết sức thận trọng khi tham gia giao thông, cũng như các hoạt động mạo hiểm, để ứng trước hạn huyết quang, tuổi Canh Tý có thể đi hiến máu nhân đạo.
nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, một gia đình hòa thuận trước giờ không bao giờ có lời to tiếng với nhau. Vì vậy, dù có nghèo tới đâu, cũng đừng cãi vã. Gia hòa thì vạn sự hưng, đã là người nhà phải đoàn kết và yêu thương nhau. Người xưa nói, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Đây mới là lẽ sống đúng mực của gia đình. Đừng bao giờ tỏ ra tức giận khi có gì đó không hài lòng. Học cách khống chế cảm xúc, luôn tốt hơn bất cứ điều gì. Gặp việc đừng nóng nảy, nghĩ thoáng ra một chút. Nóng giận làm tổn thương gan phổi, không tốt cho sức khỏe. Nhẫn nhịn một chút, sự bực tức sẽ nhanh chóng bay đi. Nóng giận làm tổn hại bản thân, chỉ có mình phải chịu đựng nhiều nhất. Vậy nên, làm người không tùy tiện nóng giận, bực tức, bốc đồng mới gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Người xưa nói, miệng có thể nói những lời đẹp đẽ, cũng có thể nói những lời sát thương. Những điều chúng ta nói chính là cuộc sống của ta. Không tức giận khi đối diện với lời nói xấu, oán trách, phỉ báng, vẫn kiên trì cầu đạo không dao động. Có câu thành ngữ, gọi trâu cũng được, gọi ngựa cũng xong, nghĩa là người khác nhục mạ cũng được, ca ngợi cũng được. Nhất quyết không so sánh, không tức giận, thì bất luận cuộc đời gặp sự việc gì trên đời, thì con người vẫn luôn có lối đi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.